Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vợ Dũng Gôn được nhà chồng cưng, thoải mái mặc hở, cháu để ông bà chăm. Cuộc sống của vợ chồng Bùi Tiến Dũng cũng là một chủ đề được nhiều người quan tâm, nhất là mới đây cả hai vừa hạ sinh bé trai đầu lòng. Tuy nhiên, thay vì gò bó vào thời gian kiêng cữ như nhiều người khác, có bố mẹ chồng hiện đại, yêu thương và thấu hiểu con dâu, nên bà xã nam cầu thủ được gia đình thoải mái cho mặc hở, tập tạ chỉ một tháng sau sinh. Vợ Dũng Gôn quay lại phòng gym chỉ một tháng sau sinh. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, bà xã Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ những khoảnh khắc thoải mái ăn mặc, lên đồ cắt xẻ khoe trọn vẹn đường cong nuột nà chỉ một tháng sau sinh. Ngoài ra, cô cũng đã được tập gym, nâng tạ để nhanh chóng về dáng, tiếp tục công việc người mẫu. Nếu như trước đây, thông thường sau khi sinh, phụ nữ sẽ kiêng cữ, ăn mặc kín đáo tránh gió lạnh và hầu như chỉ nằm trên giường dưỡng sức, chăm con, thì vợ Tây Bùi Tiến Dũng hoàn toàn khác. Cô được bố mẹ chồng yêu thương, phụ giúp trông cháu và không có bất kỳ sự cấm cản nào. Cô thoải mái phóng khoáng trong phong cách ăn mặc mà không bị cấm cản. Người đẹp khoe eo thon nuột nà, không tì vết. Chân dài thoải mái mặc đồ cắt trên xẻ dưới chỉ sau 15 ngày sinh em bé. Gia đình nhà chồng thoải mái không cấm cản sở thích của con dâu. Nhan sắc xinh đẹp của bà xã Bùi Tiến Dũng sau khi sinh nở. Chẳng những thế, bố chồng còn chịu ngồi nhà giữ cháu, thả cửa cho con dâu đi hú hí cùng chồng. Cụ thể, sau khi hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Tiến Dũng đã nhận lời mời gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội theo dạng chuyển nhượng tự do. Chính vì thế anh phải ra Hà Nội để tập luyện, tạm xa vợ con. Nhưng bà xã đã hiểu tâm lý chồng nên ngồi máy bay ra thăm anh. Những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi trẻ trên trang cá nhân đã làm công chúng cực kỳ thích thú quan tâm. Thời điểm cô sinh cháu, bố mẹ chồng cũng từ dưới quê lên phụ giúp chăm sóc. Là những người trẻ chưa hề có kinh nghiệm chăm em bé, nên sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh hai bên đối với hai vợ chồng là điều vô cùng quý giá. Mối quan hệ của bà xã cùng gia đình nhà chồng theo đó cũng cực kỳ thân thiết. Người đẹp ra Hà Nội thăm chồng trong thời điểm con vừa sinh được hơn tháng. Nam cầu thủ cực kỳ ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô. Bố chồng ở nhà chăm cháu để con dâu ra thăm ông xã. Thời điểm sinh em bé, hai bà nội ngoại đều đến phụ giúp trông cháu. Cả nhà đều giúp yêu thương, chăm sóc cháu trai. Biết rõ chồng năm nay bận rộn ở xa, người đẹp sẵn sàng sắp xếp công việc, phụ giúp nhà cửa, thậm chí khi chồng hỏi về việc nấu bánh chưng trong năm nay, bà xã cũng cho hay chỉ cần anh dạy thì mình sẵn sàng làm. Bà xã sẵn lòng thay chồng gói bánh chưng cho mùa Tết này. Tình cảm của cặp vợ chồng trẻ Bùi Tiến Dũng và bà xã cực kỳ khăng khít, thậm chí còn được cho là ngọt như mía lùi. Bạn cảm nhận thế nào về việc này? Hãy để lại bình luận và cùng cập nhật những thông tin mới nhất với kênh tin mới nhất nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.